làm cho những người xem lớn tuổi cảm thấy ngán ngẩm. Thường thì các bậc phụ huynh đều không khoái việc xem đi xem lại một bộ phim, nhất là với những bộ phim mà lũ trẻ yêu thích. Do vậy, những người làm phim hoạt hình thường cài cắm những chi tiết thú vị vào phim. Khi được làm đúng cách thì những câu chi tiết này sẽ nhắm chính xác đúng đối tượng mà không bị bọn trẻ nhận ra dễ dàng. Và sau đây là top 10 những chuyện cười dành cho người lớn trong các bộ phim thiếu nhi nổi tiếng. Bộ phim Hoàng đế Lạc Đà. Chơi chữ là tài nguyên tuyệt vời cho những chuyện cười mà không sợ bọn trẻ con phát hiện ra. Chưa hết, việc kết hợp nó với một cảnh hoàn toàn trong sáng có đẩy mọi thứ lên một đẳng cấp mới hoàn toàn. Trong bộ phim Hoàng đế Lạc Đà, ở cảnh phim Kron đáng yêu dành cả buổi tối để ngủ ngoài trời, lũ trẻ có thể cười phá lên vì kích cỡ cái lều của anh ta, còn tất cả những người khác đều bịt mồm cười khúc khích vì ý nghĩa thực sự của việc dựng một cái lều. Đôi khi nơi tốt nhất để giấu một chuyện cười lại là một cảnh tưởng như vô nghĩa. Bộ phim Toy Story phần 3. Có những tình huống mà nếu không thực sự để ý, chính người lớn cũng sẽ bỏ lỡ chi tiết gây cười trong chuyện. Trong Toy Story, có rất nhiều các nhân vật khác nhau và nhiều người trong số họ nói rất nhanh. Do vậy, trong đó có rất nhiều những chi tiết được viết dành cho các bậc phụ huynh và cũng có những chuyện cười chỉ nằm vu vơ trong một câu thoại tưởng như vô nghĩa. Trong Toy Story, có cảnh con gấu độc ác Bluto đã giật mất chiếc miệng của bà Potato Head và để phản kháng lại, chồng bà đã nói một câu đầy ẩn ý với tên xấu xa kia. Không ai được làm việc đó, trừ tôi ra. Nó diễn ra khá nhanh khiến nhiều người lớn thậm chí còn bị bỏ lỡ, nhưng khi nghĩ lại thì nó lại khá rõ ràng đấy. Bộ phim Shrek. Vài năm trước có lẽ bạn sẽ không hề ngạc nhiên với việc một bậc phụ huynh phải xem đi xem lại bộ phim đến hàng chục lần. Anh chàng yêu tinh màu xanh này là nhân vật được yêu thích trong mọi phòng khách trên khắp thế giới. Rất nhiều phần phim ăn theo được làm ra trong mùa lễ hội và cả phần phim riêng của nhân vật khác trong phim là Puss in Boots, chú mèo đi here. Tất nhiên là đoàn làm phim đã nhồi nhét rất nhiều những chuyện cười người lớn vào trong bộ phim này mà các bậc phụ huynh cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Đầu tiên, kẻ phản diện trong phim có một cái tên đọc gần như là Fragot, có nghĩa là một người thủ dâm rất nhiều. Thêm nữa là khi Shrek và Donkey đến lâu đài của Fragot, họ đã nói đùa rằng lâu đài này to như dùng để che giấu sự thật về một món đồ trang sức rất nhỏ của Fragot. Aladdin phần 3. Aladdin và vua trộm. Aladdin là một cơn sốt mà Disney đã tạo ra vào năm 1992. Và mặc dù chỉ được phát hành video, nhưng hai phần tiếp theo là sự trở lại của Jafar và vua của những tên trộm cũng được đón nhận nhiệt tình. Cảnh báo tiết lộ rằng nội dung của bộ phim Aladdin và công chúa Jasmine đến phần 3 phần phim có thể đi được đến đám cưới. Và khi giây phút trọng đại chuẩn bị diễn ra, lâu đài bất ngờ bị tấn công. May thay thần đèn đã có mặt để giúp đỡ và may cho các bậc phụ huynh khi mà Robin Williams là một thiên tài nhanh trí. Ông Harris không được hoạt động cho đến tần trăng mật. Trong lúc hỗn loạn, ông đã rất nhanh chóng thốt ra một câu đùa bậy bạ. Nó rất vô hại và rất nhiều bậc phụ huynh đã bỏ lỡ mất nó. Madagascar. Mọi thứ thay đổi khi bạn làm cha mẹ. Những đêm mất ngủ, những cơn đói và cả trách nhiệm phải cẩn thận với những lúc buột mồm trong các tình huống bất ngờ. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều gắn chặt với bản năng mình và đôi khi là chúng ta chỉ cảm thấy ơn trời, người ta đã có cách để lén lút nói về nó. Trong bộ phim Madagascar năm 2005, chú ngựa Van Marty đã dạy chúng ta cách làm điều đó. Sau khi thoát khỏi vườn thú cùng vài người bạn, Marty và nhóm bạn đã trôi giạt đến một hòn đảo ở Madagascar. Sau một thời gian dài không được ăn uống, chú sư tử Alex đói đến mức không thể kiềm chế bản thân và săn đuổi người bạn ngựa vằn của mình. Khi Marty nhận ra điều gì sắp xảy ra, chú đã gào lên, Sugar Honey Iced Tea. Và tất nhiên bạn không cần phải là một siêu giải mã để giải được mật mã này đúng không? Hedwig. Thần thoại Hy Lạp có rất nhiều nhân vật, cũng giống như cuộc chiến vương quyền. Thực sự rất khó để có thể nhớ được hết các nhân vật và trình tự thời gian của các câu chuyện. Về sau này, rất nhiều mẩu chuyện đã được tách ra độc lập với hy vọng nó có thể phát triển trên cốt truyện riêng của mình. Năm 1997, Disney đã thực hiện việc này với Hedwig và trong phim có một chi tiết dành riêng cho những người yêu thích với các chi tiết bậy bạ. Những người có đầu óc bậy bạ nên xem lại đoạn phim Hedwig đánh nhau với Centaur. Khi bị Hedwig đánh bay lên trời, trên đầu hắn đã xuất hiện những cục u như là... Thôi các bạn hãy tự xem và cảm nhận nhé. Inside Out. Bộ phim Inside Out là câu chuyện về cô bé Riley phải bỏ lại mọi thứ quen thuộc sau lưng và chuyển đến thành phố khác với cả gia đình. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của tâm lý học. Các cảm xúc được biến thành từng nhân vật cụ thể và tâm lý của cô bé là một phòng điều khiển để có thể chỉ ra sự thay đổi ảnh hưởng đến tính cách của cô bé như thế nào. Được dẫn dắt bởi Joy, những nhân vật cảm xúc khác là Shanice, Fear, Anger, Disgust cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong phim. Sau khi Riley bước vào ngôi nhà mới, Fear đã lên tiếng về nỗi sợ gấu xuất hiện trong thành phố và câu trả lời của Anger đã khiến nhiều người cười khúc khích. Tôi đã nhìn thấy một kẻ đầy lông, nhìn rất là giống gấu. Bia, gấu là một từ ẩn ý được dùng trong cộng đồng LGBT để miêu tả về ngoại hình của một bộ phận cơ thể. To lớn và lông lá.
Hoan xét về việc thành phố này đã có những chính sách mở cửa cho những người đồng tính, câu thoại này như một lời tuyên bố của thành phố vậy. Frozen. Kể từ khi ra mắt vào năm 2013, Frozen đã trở thành một trong những con cá béo bở nhất của Disney. Câu chuyện về hai chị em đã trở thành một bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Kịch bản hay và nhạc phim thì rất bắt tai, dù cho chúng ta đã nghe nó hàng trăm lần. Và tất nhiên những người làm phim cũng không quên cài cắm vài chi tiết gây cười cho những người lớn. Trong đó có một cảnh phim đáng nhớ hơn tất cả, khi Kristoff chất vấn Anna về chuyện tình cảm của cô, anh đã hỏi vị hôn thê của cô đi giày cỡ bao nhiêu. Câu trả lời nghe như có vẻ cô ấy đánh trống lảng để không phải trả lời, nhưng mà chúng tôi dám cá là những người lớn đều hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Cars. Nếu bạn là người của công chúng và rất giỏi trong lĩnh vực của mình thì khả năng bạn sẽ là có một vài người hâm mộ đấy. Điều này đặc biệt đúng với tay đua Lightning McQueen. Cho dù là ở đâu đi nữa thì anh ấy vẫn luôn tỏa sáng trên đường đua và bất khả chiến bại. Mọi người có thể cho rằng việc thể hiện cảm xúc của một chiếc xe khá là khó khăn, nhưng mà các nhà làm phim đã chứng minh một điều ngược lại. Có một cảnh trong bộ phim mà có lẽ chỉ có những người lớn mới có thể hiểu được. Trong một sự kiện có hai chiếc xe thể thao mới đã liên tục nháy đèn xe lên khoe và khiến những người xem quanh đó phát cuồng. Cars cũng không phải là bộ phim đầu tiên ví đèn xe với ngực phụ nữ, nhưng có lẽ đó là bộ phim thực hiện việc này theo cách tinh tế nhất. Cuối cùng là bộ phim Zootopia. Kể từ khi ra mắt từ hồi tháng 3 năm 2016, Zootopia đã thu về hơn 1 tỷ đô trên toàn thế giới. Judy Hopps là một cô thỏ có ước mơ trở thành cảnh sát. Thành phố của cô là ngôi nhà của rất nhiều loài động vật khác nhau, nhưng chưa bao giờ có một cảnh sát thỏ. Sau khi vượt qua khóa huấn luyện, Judy đã gặp phải rất nhiều sự kỳ thị. Những người xem có thể nhận ra đây là bộ phim chứa đầy những câu chuyện ẩn dụ cho những sự phân biệt đối xử trong xã hội mà chúng ta đang sống hàng ngày. Việc một nhân vật bị đánh giá qua giống loài mà chúng ta thường gọi là phân biệt chủng tộc. Đồng thời, sự phân biệt giới tính cũng được ẩn dụ trong cảnh Judy không thể lên chiếc ghế trong khi mọi người đều làm được. Đó là ẩn dụ cho việc người phụ nữ bị coi nhẹ ở nơi công sở. Thế nào, bạn nghĩ thế nào về danh sách của mình? Hãy cho mình biết thêm về những bộ phim khác ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi.